thân tài về đây cùng ta vui đón xuân, ai ai cũng vui lo xây nhà sắm thêm ruộng vườn, chào nhau lời chúc phúc mong mùa xuân tươi thắm, tin vui khắp nơi theo nhau cùng đến cho mọi người, khắp khắp mọi nhà xuân đến sẽ vui khi gặp số hẹn, chúc hết mọi người luôn gặp may. Công si
Come on, you're gonna have to run away with another one! Super good!
Xin được trân trọng gửi lời chào đến ban lãnh đạo, tất cả quý vị khách quý đến tham dự buổi tất niên của tổng công ty Việt Mỹ. Và đêm tiệc hôm nay là đêm tiệc tổng kết một năm thành công, cũng là một đêm khoảnh khắc cho tất cả chúng ta cùng chào đón năm mới 2018 với khí thế mới và mong muốn một năm tràn đầy thắng lợi đến với Việt Mỹ. First of all, I would like to send a warm as well to all of you. So we are here to celebrate the end of the successful year 2017 and welcome the new year of 2018 with more prosperity, health and happiness to all of you. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới 2018, đại gia đình Việt Mỹ chúng ta ngồi đây để chúc mừng Việt Mỹ đã hoàn thành một năm thành công. Đồng thời chúng ta giang tay chào đón một năm mới với nhiều thành công mới và thắng lợi mới từ mỗi cá nhân cho tới tổng công ty. And in this night, and we are here to welcome the new year 2018 and all of the Việt Mỹ members gathered here to celebrate the year of 2017, our successful year, and warmly welcome 2018, a new year with new success and achievement for everyone. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho toàn thể quý vị những giây phút vui tươi, náo nhiệt, những kỷ niệm khó quên trong lòng tất cả các thành viên của công ty và cũng như quý đối tác thân thương. Và đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. And we strongly believe that this party will give you excitement, joy and happiness. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Phi Hùng, Thanh tra Chính phủ. And welcome Mr. Nguyễn Phi Hùng, Government Inspector. Xin được trân trọng chào mừng ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện Kiểm soát Nhân dân, quận Tân Phú. And welcome Mr. Nguyễn Văn Tùng, Vice Head of People's Committee, Tân Phú District. Xin được chào mừng ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Welcome Mr. Trần Quốc Quay, Head of Vĩnh Lộc A, People's Committee, Bình Chánh District. Về phía Tổng công ty Việt Mỹ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Welcome Mr. Nguyễn Bá Linh, the Chairman and Director of Việt Mỹ Group. Xin được trân trọng chào mừng bà Châu Thị Diễm Sương, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Việt Mỹ. And welcome Mr. Châu Thị Diễm Sương, Head of Việt Mỹ Kindergarten. Xin được chào mừng ông Phạm Trung, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thú y Việt Nam, thành viên Hội đồng Quản trị. Welcome Mr. Phạm Trung, Former Vice Head of Veterinary Office, Member in the Board of Directors. Xin được chào mừng ông Nguyễn Xuân Bình, Nguyên Giám đốc Cơ quan Thú y Vùng 6, thành viên Hội đồng Quản trị. Welcome Mr. Nguyễn Xuân Bình, Former Director of Veterinary Office, Section 6, Tân Bình District. Xin được chào mừng ông Nguyễn Bá Lịch, Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt Mỹ, Việt Mỹ Travel. And welcome Mr. Nguyễn Bá Lịch, Director of Việt Mỹ Travel.
Xin được chào mừng bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. And welcome Mrs. Nguyễn Thị Kim Loan, the Vice General Director of Vietmay Group. Và chúng tôi cũng xin hân hạnh giới thiệu một vị khách rất là đặc biệt đã bay nửa vòng trái đất từ châu Âu đến tham dự vui cùng tổng công ty Việt Mỹ. Xin được cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng Mr. George Risto. And welcome Mr. George Risto. You have fly a long distance to be here to enjoy the party tonight with us. Và để mở đầu chương trình tất niên của Tổng Công ty Việt Mỹ, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc sẽ lên sân khấu có lời phát biểu. And welcome Mr. Nguyễn Bá Linh to the stage and have some word with us. Please welcome. Kính thưa quý vị khách quý, thưa tất cả các cán bộ, công nhân viên, giáo viên của Tổng Công ty Việt Mỹ. So ladies and gentlemen and all the distinguished guests, trong không khí vui tươi ấm áp của mùa xuân mới, hôm nay Tổng Công ty Việt Mỹ chúng tôi long trọng tổ chức buổi tiệc tất niên nhằm khép lại một năm hoạt động đã qua và chào đón năm mới 2018. And in this joyful moment, we are organizing this event to close the year of 2017 and welcome the year of 2018. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào đón trân trọng, lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khách quý, tất cả các cán bộ công nhân viên đã đến trong hội trường hôm nay. So first of all, I would like to send my warmest welcome and special thanks to all of you who are here tonight. Trong năm 2017, chúng tôi đã đạt được những thành quả nhất định trong các lĩnh vực. So in the year of 2017, we have some achievements in many areas. Để có được thành quả như ngày hôm nay, đó là sự đóng góp to lớn của tập thể, cán bộ, giáo viên, công nhân viên của tổng công ty. And to gain such achievements, we have to acknowledge the great contribution of all our staff and our teachers. Cùng sự giúp đỡ chân tình của tất cả các cơ quan ban ngành, bạn bè và những đối tác đã luôn song hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường qua. And we also acknowledge the support of the local and the government and all our partners and friends throughout the past years. Trong không khí long trọng này, tôi xin ghi nhận và những lời tri ân chân thành đến tất cả các đối tác, những khách hàng đã luôn song hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho công ty chúng tôi trong một năm vừa qua. And in this event, I would like to say thank you to all the partners and clients who have been with us throughout the past years. Và định hướng của Tổng Công ty Việt Mỹ trong năm 2018 là chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát triển những thế mạnh của mình, cũng như tiếp tục xây dựng trường học, mở rộng trường học, phát triển tất cả các bộ phận thương mại dịch vụ cho năm 2018. And the goal for the year 2018 is we will try to expand our strength and we also open more schools and we open more field in the trading and commercial. Và tôi tin chắc rằng với đội ngũ năng động, trẻ trung, nhiệt huyết của Tổng Công ty Việt Mỹ sẽ cùng tôi, Vương Công Thiền, Việt Mỹ tăng tốc, bay cao và bay xa hơn trong năm 2018. And I strongly believe that with a young and dynamic staff and we will together gain great achievement in the future. Trong không khí vui tươi chào đón năm mới, tôi xin thay mặt cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Việt Mỹ xin gửi lời chúc năm mới đến tất cả các quý vị khách quý, cán bộ công nhân viên một năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. So in this moment, I would like to say thank you to all of you and wish you a happy new year. Thank you. Xin chân thành cảm ơn.
Ông ơi, xin được cảm ơn những chia sẻ có thể nói là hết sức tâm huyết của ông. Và bây giờ kính thưa quý vị, để chúng ta bắt đầu một năm mới thành công hơn nữa cũng như là để khai mạc buổi tiệc ngày hôm nay thì tôi xin được mời nắng là sân khấu là tổng giám đốc của chúng ta và sau đây thì Minh Tàu cũng như là Quỳnh Như xin được mời một số đại diện chúng ta sẽ tiến lên sân khấu và khuôn sân banh chuẩn bị nâng ly khai tiệc. And so now we would like to invite some representatives to come to the stage and open the champagne. Và chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu bà Châu Thị Diễm Sương, hiệu trưởng trường mầm non Việt Mỹ lên sân khấu. And welcome, this is Châu Thị Diễm Sương, head of Việt Mỹ kindergarten. Xin được mời lên sân khấu ông Phạm Trung, nguyên phó cục trưởng cục thú y Việt Nam, thành viên hội đồng quản trị. Welcome Mr. Phạm Trung, the former vice head of Vietnam Veterinary Office. Xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân Bình, nguyên giám đốc cơ quan thú y vùng 6, thành viên hội đồng quản trị. Welcome Mr. Nguyễn Xuân Bình, former director of veterinary office section. Xin được mời lên sân khấu Mr. George Crystal, đối tác chiến lược của tổng công ty lên sân khấu. And welcome Mr. George Crystal, strategic partner. Welcome to the stage. Xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Kim Loan, phó tổng giám đốc tập đoàn cũng lên sân khấu. And welcome Mrs. Nguyễn Thị Kim Loan, vice general director of Việt Mỹ Group. Và chúng tôi xin được mời bộ phận nhà hàng sẽ đưa những chai rượu sâm banh lên để chúng ta chuẩn bị cho phần là khui rượu sâm banh. Đây chính là một cái thời khắc hết sức là quan trọng và bây giờ ban lãnh đạo của chúng ta đang chuẩn bị là khui sâm banh cho chuẩn bị là một cái sự khởi đầu mới cho một năm thắng lợi thịnh vượng đối với tập đoàn Việt Mỹ. Rồi bây giờ trong không khí rất là trang trọng ngày hôm nay thì bây giờ xin được mời các đại diện lãnh đạo trên sân khấu và chúng ta sẽ cùng đếm 1, 2, 3 để ban lãnh đạo chúng ta sẽ lắp thật là đều cho sâm banh được không ạ? Yeah, and Dan, all the champagne is open. Rồi, một chai nữa. Wow, chúc mừng. Và bây giờ xin được mời ban lãnh đạo sẽ rót đầy những chiếc ly. Chúng ta chuẩn bị ở phía dưới, chúng ta đứng lên, chúng ta chuẩn bị cầm những ly bia, những ly nước ngọt và hôn thật ngon sang ba tiếp đếm nha. Now, so please stand up. Xin được chúc mừng tổng công ty Việt Mỹ sẽ thắng lại hơn nữa. Và ngày hôm gỡ lại anh chàng nam ca sĩ cao to đen thôi và đẹp trai nữa. Ai cứ đi
những trái tim tình cô đơn mỗi đêm vừa muốn xuống giờ đây héo Lộc Sơn, và đặc biệt là Trung Phương xin gửi đến cho những người nào khi cùng hát bài này, tôi sẽ Trung Phương một chầu đen nữa, đúng không ạ? Quên sáng xuân hồng tươi, cánh mai vàng em đồng hồ. Đón giao thừa, cầu xin năm mới đến nhiều an vui và muôn vẻ tháng quê xuân. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và xin chúc quý vị một buổi tối thật vui. Thank you.
7 9
thuộc về số 097 lần thứ nhất. 097 có không ạ? 097 for the first time. Ai có giơ tay lên và tiến lên sân khấu thật là nhanh. Rồi mời ông. Chúc mừng 056. Okay, 056. Okay. Ai trúng giải tiến lên sân khấu nhanh liền lập tức sau 3 tiếng nếu không lên sân khấu. 7097 đâu ạ? Rồi lên mời chị lên đây ạ. Ba. Một, bốn, chín. Không, ba, bốn. Chúc mừng số 034 lần thứ nhất. Ok, 034 for the first time. 034 lần thứ hai. 034 the second time. Rồi lẹ lên chị Út Trắng ơi, lẹ lên. Không, hai, ba. Chúc mừng 023 có không ạ? Ok, congratulations. Lớn lẹ lên đi. Rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Phần quà rất là to mà chúng ta thấy rằng là toàn chị em phụ nữ không. Hy vọng đây là một món quà cho tụi em. 0, 5, 7. Chúc mừng 0, 5, 7. Ta sẽ có tổng cộng là 12 giải và mới chỉ có 6 giải thôi. Quay trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra chủ nhân của 6 giải thưởng nữa. Và bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Vĩnh Lộc A. Ông Quay thì đang có việc bận cho nên là chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu ông Nguyễn, ông Hồ. Xin được mời lên sân khấu ông Hồ Sĩ Mân, trưởng phòng xây dựng chính quyền sở nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Tiến lên sân khấu, chúng ta tìm ra ba người tiếp theo ạ. Xin mời. So we are now finding another three winner. Rất hồi hộp thưa quý vị. 087 là số cuối cùng. Chúc mừng số 087 lần thứ nhất. 087 the first time. 087 lần thứ hai. 087 second time. Ai có số 087 là lần cuối cùng. 5 rồi. Không ba chín. Chúc mừng số 039. Không tám chín. Các anh thì chưa may mắn kiểm tra mong làm ba giải luôn này, hên xui nha quý vị. Chúc mừng số 3003 có không ạ? 003 là thứ nhất. Rồi 060 là thứ nhất. Và số cuối cùng là 139. 139 có mà. Rồi, mời các anh chị chúng ta có tên lên sân khấu. Một ba chín là mẹ lên bạn ơi. Rồi xin được mời ông Nguyễn Phi Hùng và ông Hồ Sĩ Mân nén lại sân khấu và chụp một tấm hình lưu niệm cùng những người may mắn tiếp theo. We have many presents and you can see we also have a TV over here, iPhone over there. Okay, so many presents. Và chúng ta sẽ có hai giải thưởng, đó chính là hai voucher đi nước ngoài trị giá là 25 triệu đồng. And we also have a travel voucher worth about 25 million in the number.
Và nhà nào chưa có máy nước nóng lạnh thì trên sân khấu chúng ta sẽ có là những chiếc máy nước nóng lạnh đến từ thương hiệu Aqua. And we also have the hot and cold water dispensers. Trước khi đến với những giải thưởng này thì chúng ta sẽ cùng đến với một game show, bởi vì song song đó thì chúng tôi còn rất là nhiều phần quà trên sân khấu. Và game show đầu tiên mang tên Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời kỹ thuật Next đi kỹ thuật ạ. Rồi, bấm nét là slide tiếp theo sẽ là gì đây? Ai biết? 5, 4... Em Loan ạ, em xin được nói là cầu chì. Tại sao gọi là cầu chì? Cái cầu bún chì. Cái cầu với bún chì là cầu chì đúng không quý vị? Nếu đúng không thì có là... Xin mời xem đáp án. À, như vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân đầu tiên của cầu. Bây giờ câu hỏi tiếp theo thì tập nha. Ai biết? Chính xác ai ạ? Thông ý đúng không em? Đó là câu lời cuối cùng của em. Mà thông ý là đáp án chính xác. Chúng mừng em. Chúng mừng em. Chúng mừng em. Bạn thích bằng nào cho bạn chọn? Những khán giả cuối cái phòng tham gia rất là sung, rất là cùng nhau. Và trả lời rất là chính xác. Đáp ứng bằng 1 rồi. Chiếu lên đi nào. Rồi xin mời con. Từ trên họ đầy đủ là gì và đáp án? Thần đang ở bé. Chưa chính xác. Mấy tuổi có nhiều chưa? Em bảo cái lời là đèn huỳnh quang. Cái gì? Là đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang đúng không quý vị? Em thấy cái số trà lá dưới giờ ta là không hiểu rồi đó. Bắt chờ nè. Cái gì? Cái gì? Đèn quang. Đèn quang. Bắt chờ cái số. Người ta là chiếu tướng đó nha. Chính xác, chúc mừng em. Bắt một phiếu lên kìa. Và sau một ông sẽ chọn ra một lá phiếu. Và một phiếu là sau một ông là sẽ công bố. Em là khởi đầu toàn là số 0 à. Nhưng mà ở đằng sau á thì số lớn. Số dưới là 5. Số cuối là 4. Số đầu sẽ là 0. 054. Như vậy bạn là chủ nhân của chiếc máy nóng lạnh đầu tiên, chúc mừng bạn. Và xin được mời ông sẽ trao chiếc máy nóng lạnh à. Và bóng tay hồng gái, bóng tay hóa tay để chúc mừng đi quý vị. Có người yêu chưa? Ủa vậy có lý do đó, tại có người yêu chút xíu rồi nhà người yêu trở về nha. Rồi chúc mừng bạn, mời bạn về chỗ. Chúng ta vẫn còn một chiếc máy nóng lạnh nữa quý vị. Và bây giờ mời Bình Như sẽ mời một vị đại diện rất là quen thuộc, một gương mặt thân quen trong công ty chúng ta. Nguyễn Thị Kim Loan là phó tổng giám đốc công ty Điện Mỹ sẽ cùng bốc thăm và chọn ra chủ nhân của giải thưởng tiếp theo. Rất hồi hộp thưa quý vị. Càng về sau thì giải thưởng càng lớn. Và bây giờ xin được mời chị sẽ công bố. 5, 6, 1. Toàn là những cô gái xinh đẹp không à quý vị. Ngày hôm nay là chúng tôi rất là phấn khởi. Sẽ được mời phó tổng giám đốc sẽ trao giải thưởng cho chúng ta một chiếc máy nóng lạnh Aqua.
Một tràng pháo tay để chúc mừng nha quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với một giải thưởng rất là giá trị giá là 25 triệu đồng. So now we are coming to the prize worth about 25 million. Mỗi giải thưởng trị giá 25 triệu đồng thưa quý vị, đó chính là một voucher du lịch Singapore, Malaysia. And we have a voucher traveling to Singapore and Malaysia. Và chúng ta sẽ có hai giải nhì. Và bây giờ quý vị hãy cùng tập trung sân khấu. Minh Tòng và Quỳnh Như chỉ đếm 3 lần thôi, không lên sân khấu nhận quà xem như hủy. Và chúng ta sẽ nhường may mắn cho một người khác nếu mà trúng thưởng mà không được nhận. Như vậy rất là tiếc quý vị nhé, hãy tập trung lại sân khấu. So again, we announce only 3 times, so if you don't come here, the result will be cancelled. Và bây giờ xin được mời các người mẫu trở lại sân khấu. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng mời ông Nguyễn Bá Lịch. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Bá Lịch cùng lên sân khấu để bốc thăm tìm ra chủ nhân của giải thưởng thiên của giải một voucher du lịch Singapore và Malaysia. The lucky number 138. The number looking 138. Thưa quý vị, con số may mắn là 138. Xin được chúc mừng voucher đầu tiên có số là 138 có mà. Chúng ta cũng vừa ngày đầu là vô chơi rồi. Và cô nén lại sân khấu một chút xíu nha. Bây giờ mời Quỳnh Như sẽ mời tiếp tục một vị đại diện lên sân khấu. Chúng ta rút thăm hai lần luôn, là trao cùng một lượt. Mời Quỳnh Như. And we would like to invite Mr. George Crystal to the stage to pick up a ticket to find a winner for the second prize. Please. Hi, hi. So can you read the number 53? Number 2. Number 2! Chúc số mừng số 2! Wow! Rồi, chúng ta đứng đây. Please, take a picture. Yes. Hãy giờ ngồi đẹp bó tay cho những người may mắn tiếp theo được không ạ? Mỗi người có một giải thưởng 12.990.000 đồng. Chúc mừng. Bài hát nào là trôi? Hình bài hát là trôi. Minh Tòng xác nhận. Đúng. Nhưng bài hát được 3 câu mới được nhận quà. Các bạn người mẫu ơi, chuẩn bị quà đi nào. Một đẹp bó tay cho anh được không ạ? Lòng ta xin ghi gắn ghi trong tim tình ngọn mê say. Mặt trời bão quay vương lên đôi mây cây. Bông thân ta cho giữa đời. Rất hay, rất hay. Anh có rất là nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng nếu mà chúng ta làm tập tập văn, cô giáo gọi là lạc đề. Tại sao gọi là lạc đề? Xin được mời DJ cho nghe lại cái nào bài hát đầu tiên ạ. Nghe lại ạ. Rồi dừng lại, dừng lại. Anh biết tại sao lạc đề chưa ạ? Đây là cái phong cách bolero. Bolero chứ không phải là hát nhạc trẻ mà hát cái phong cách bolero. Dạ mời anh ạ. Người theo mưa hoa mây mù răng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đừng coi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong anh say chiều mưa buồn. Đúng bolero chưa? Chưa đủ luôn. Cái này là hơi khó nha. Nếu mà khó làm được từ tặng hai phần quà luôn. Mình đồng ý không ạ? Người theo mưa hoa mây mùa răng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đừng coi mình ta vẫn vương. Hồi ước trong những xe chiều mưa buồn. Được chưa? Chưa đủ luôn. Nhưng mà được cái gì
tình, một tràng pháo tay cho anh. Rồi, tặng em hai phần quà luôn, đừng kéo nhiệt tình. Rồi. Rồi, ai biết? Bài gì ạ? C-U-C. Rồi, có cái tay gì khác, có đáp án khác đúng không? Có không? Ghi nhận, mình chưa đứng đó nha. Rồi, đó là... Tiếng ca xuân là đất đá. Tiếng thạch sâu. Tiếng thạch sâu. Đúng hay không? Mời quý vị nghe nhạc lại. Mời DJ. Nghe chưa? Tiếng cà nào nghe đi qua đây nó rất chính xác. Chúc mừng bạn. Hai câu rưỡi à. Rồi, chúc mừng bạn, một phần quà cho bạn. Hôm nay nhận quà quá trời luôn. Chúc mừng nha. Rồi câu hỏi cuối cùng nha, mời hát cuối cùng chúng ta rút thăm và gì thời gian không còn. Tôi Bạc Liêu ạ. Súng tên Bạc Liêu. Cái súng nhà lá lúc nào cũng đang nổ hết nhưng mà nó bén thôi. Chưa chính xác. Em tôi hát Bạc Liêu. Nghe em. Nghe em về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô ba anh có tự tin hát bài này không? Tặng anh hai phần quà lên sân khấu hát có nhạc luôn, tự tin không? Rồi, thôi một phần quà cho anh, chúc mừng anh. Ai tự tin hát bài này? Chưa 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 chư
quý vị một chiếc TV Sony 40 inch rất giá trị. Đây là một món quà rất là thiết thực trong những ngày Tết đến xuân về. Xin mời bạn. Các bạn ơi, mình rất là hồi hộp. Mặc dù mình không có số chiếu nào nhưng mà mình cũng rất hồi hộp. Đây là số may mắn 067. 067 lần thứ hai. Đó không ạ? Rồi, xin được chúc mừng anh. Để lưng anh mà anh lên sân khấu à. Rồi. Có đôi lời giới thiệu gửi đến anh em ở dưới không? Chúc anh em may mắn một ngày vui vẻ trong năm. Nói chung là hết du lịch, chúc anh em phải đúng chiều quà với nhau. Thôi tao lắm, tao 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 để nhận quà đấy. Còn biết anh cầm nổi không ạ? Rồi một tràng hối tay để chúc mừng quý vị ơi. Đặc biệt là số nhà bảo như thế. Và bây giờ, đó chính là thời khắc quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Anh bơm mấy? Bấm gì? Chính xác, đó chính là iPhone 8 Plus. Và trên tay bên tổng đây là iPhone 8 Plus phiên bản màu đen và có dung lượng là 64GB. Đây là một chiếc iPhone mà chưa có đập hộp, vẫn còn nguyên siêu. Và bên tàu sẽ được bật mí là nếu ai có điện thoại rồi mà nếu mà trúng cái giải thưởng này là nếu mà đồng ý mà chuyển nhượng lại để về chúng ta có một số tiền chúng ta ăn Tết đó thì bên tàu nghĩ rằng là có rất là nhiều người muốn sở hữu chiếc iPhone 8 Plus này. Và thưa quý vị, có lẽ là bây giờ đây là cái thời khắc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Thì tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Bá Linh, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, sẽ tìm ra chủ nhân may mắn nhất ngày hôm nay. Thời khắc vô cùng quan trọng. Một chiếc iPhone 8 Plus thì chúng ta nghĩ là chỉ giá là hơn 20 triệu đồng. Alo, ai muốn nhận iPhone 8 Plus nè? Có nào? Và sau đây sẽ công bố giải thưởng iPhone 8 Plus. Không. Yeah!
实现。